Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy xã Tân Phúc tổ chức hội thảo lần thứ 3 để góp ý vào cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Phúc giai đoạn 1945-2024. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và đại diện đơn vị tư vấn. Sau một thời gian nghiêm túc triển khai qua hai lần hội thảo, bàn thảo lần thứ 3 cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Phúc giai đoạn 1945-2024 gồm lời giới thiệu 8 chương nội dung, gồm chương 1 Tân Phúc, vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hóa, chương 2 Nhân dân Tân Phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945, chương 3 Nhân dân Tân Phúc xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954, chương 4 Chi bộ Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phúc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà 1954-1975. Chương 5 Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phúc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, thực hiện thắng lợi kế hoạch của nhà nước 1976-1985. Chương 6 Tân Phúc trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới 1986-1995. Chương 7, những năm đầu Đảng bộ và nhân dân Tân Phúc bước vào thế kỷ 21, năm 2001-2010. Và chương 8, Đảng bộ xã Tân Phúc lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2024. Và các phần kết luận, phụ lục, ảnh minh họa và tài liệu tham khảo. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao bản thảo lần thứ 3 cuốn lịch sử Đảng bộ xã được nghiên cứu biên soạn nghiêm túc, công phu, bố cục chương mục hợp lý. Cuốn tài liệu lịch sử được Đảng ủy, Ban chỉ đạo và công ty tư vấn chuẩn bị kỹ, đáng tin cậy, số liệu dẫn chứng phong phú, phương pháp nghiên cứu hợp lý, trình bày khoa học đúng với yêu cầu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Bản thảo đã dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức cơ sở Đảng địa phương, ghi lại những thành tích đóng góp của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các phong trào chung của huyện, của tỉnh và của đất nước trên mỗi chặng đường lịch sử. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp bổ sung làm rõ thêm về nhân vật, sự kiện, địa danh lịch sử, họ tên, chức danh, giai đoạn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Kết thúc hội thảo, đồng chí Lê Minh Thư, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Tân Phúc trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, chất lượng. Các ý kiến góp ý đã làm nổi bật hơn tầm nhìn, sự tiếp nối, kế thừa, làm nổi bật những thành tựu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã qua các thời kỳ. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy, trung tâm chính trị huyện để chỉnh sửa, bổ sung bản thảo, đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, các thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục làm tốt công tác sưu tầm, thu thập tài liệu, nhân chứng, vật chứng, phối hợp hiệu quả với đơn vị tư vấn, tập trung làm rõ các nội dung sự kiện lịch sử, tập trung làm rõ hơn nữa các sự kiện, các kỳ đại hội của chi bộ, đảng bộ xã, các thành tích nổi bật của đảng bộ xã qua các thời kỳ trong tổng thể lịch sử đảng bộ huyện Lang Chánh.